chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Vi nha. Thì hiện nay trên cộng đồng mạng rất là hot cái món mà gỏi gà măng cụt. Thì Vi cũng mua thử nguyên liệu về làm thử xem sao. Tại vì thấy mọi người ai cũng nói là ăn rất là ngon, nhưng mà Vi cũng chưa bao giờ thử cái món đó. Thì nguyên liệu chính của chúng ta ngày hôm nay không thể thiếu đó là trái măng cụt nè. Măng cụt này là măng cụt xanh nha mọi người, chứ trái chín là không có làm được đâu. Vì có mua măng cụt nè, rau thơm nè, rau ngò nè, đậu phụng. Cái đậu phụng này là lát nữa là Vi sẽ rang ra để rưới lên nghe. Rau răm, chanh, ớt, tỏi, cà rốt, hành tây và tiêu đen. Và một cái nguyên liệu không thể thiếu nữa đó chính là gà. Nhớ gà nghe mọi người, chứ đừng có làm gỏi mà quay mua gà nghe. Rồi bây giờ thì Vi sẽ bắt tay vào làm thôi. Cùng làm với Vi nha. Vi sẽ luộc cái phần gà này trước. Trong lúc mà chờ đợi gà chín thì Vi sẽ đi gọt măng cụt. Trước tiên thì mình sẽ lấy một ít nước lọc, sẽ nặn chanh và bỏ ít muối vô, để sau khi mà mình gọt cái măng cụt xong á thì mình thả vào trong nước liền cho nó khỏi bị đen. Trời, cứng mọi người, cứng. Thấy mọi người gọt ghiền lắm mà ta. Ồ, mũ trắng non luôn á. Mũ không là mũ. Ai xử bà mua xử làm cái gỏi măng cụt đi ấy, xong để cho nó chín rồi ăn hả? Ăn chín rồi cái mình cắt ra mình ăn luôn, không khỏe hơn nè. Xử ăn với cái trái giò này mà tôi không biết đường ăn có ngon không nữa. Ri đây hàng chi mà thấy người ta bán măng cụt mà gọt vỏ sẵn rồi á, 1 ký 500-600 nghìn. Cũng đáng thiệt cái chứ. Gọt dễ chi mà xong ra được 1 ký măng cụt ruột mọi người. Gọt đau cái tay á, với là tốn nước nữa nè. Ví dụ như gọt 2 tiếng đồng hồ là xả nước trong 2 tiếng liên tục vậy đó. Ôi trời. Bữa giờ đang tôi toàn là mấy cái video mà cắt gọt không đây trời. Hôm bữa thì cắt mấy trái sầu riêng, bữa nay tới gọt măng cụt. Rồi nè, nằm dưới nước chập cái ra màu đen đen, thấy không? Bây giờ thì sẽ cắt ra nghe. Đây là ra nó. Ui, khó nha mọi người, không dễ đâu nè. Trời trời, thôi tôi khuyên ai mà muốn làm cái món này là ra mua cái mà họ gọt sẵn á, mua cái họ gọt sẵn nó về tụng nha. Chứ còn tự gọt như này thì biết bao giờ mới xong. Gọt không khéo bị lẹm vô trong luôn mọi người, bị lẹm vô. Rồi thấy trên mạng người ta gọt nhanh lắm rồi, thấy họ gọt nhanh mình tưởng dễ. Gọt ri là được chưa ta? Rồi đây mọi người, cái trái măng cụt gọt xong đây. Tôi gọt ra nhìn ráng sáo gì đi không biết. Rồi bỏ vô trong cái thau nước kia để ngâm. Có đông người gọt đóng đuôi nha. Cái này họ bán ký 500-600 nghìn đúng rồi. Dễ gì mà gọt được một trái đâu. Bây giờ Vi sẽ làm nước chấm. Vi sẽ băm tỏi nha. Vi không ăn được cay cho nên Vi sẽ làm 1 trái ớt thôi. Ai mà thích ăn nhiều ớt thì có thể bỏ thêm nha. Sau đó mình nặn nước cốt chanh vào. Trước tiên là Vi sẽ bỏ một ít đường nè. Đường Vi dùng ở đây là đường thốt nốt. Vi bỏ chừng một một muỗng đường thôi. Thêm một xíu nữa đi. Rồi. Sau đó thì cho nước mắm vào. Một muỗng, hai muỗng, thôi cho thêm muỗng nữa đi, một muỗng nữa. Mình khuấy đều cho nó tan đường. Cả các nguyên liệu là Vi đã chuẩn bị xong rồi đây mọi người. Cái phần măng cụt sau khi mà gọt vỏ thì Vi cắt lát mỏng vừa ăn như thế này, rồi Vi đem Vi bỏ trong tủ lạnh để cho nó được giòn hơn. Còn đây là phần gà sau khi luộc xong thì Vi cũng xé nhỏ ra cho nó vừa ăn nha. Rồi đây là phần rau nè, Vi cũng đã chế biến rồi. Cà rốt thì Vi bào sợi, hành tây thì Vi cũng cắt mỏng, rau ngò, rau răm thì lát nữa Vi sẽ cắt vào sau. Còn phần đây là đậu phộng thì Vi cũng rang xong rồi. Đây là chanh ớt, nếu mà cần thì có thể bỏ thêm. Còn đây là phần nước mắm Vi đã pha sẵn rồi. Bây giờ mình bắt tay vào trộn thôi. Trước tiên là phải đeo cái bao tay vào đã. Rồi, Vi sẽ bỏ cái phần gà vô trước nè. Bỏ cái phần gà vô trước. Tiếp theo là Vi sẽ bỏ cái phần măng cụt vào nha. Bỏ hết vào. Đó, bỏ hết cái phần măng cụt vào. Rồi bây giờ tiếp theo sẽ bỏ cà rốt nè. Cà rốt này là Vi đã bào sợi rồi. Bỏ cà rốt. Tiếp đến là sẽ bỏ hành tây. Đấy. Bỏ cái hành tây này là Vi sắc nó hơi to, tại vì là cái con dao nó hơi cùng. Với lại một phần nữa là Vi không có sắc mỏng được, sợ đứt tay á. Cho nên á là ở nhà má Vi không có dám đưa cho Vi sắc thịt. Rồi tiếp theo là sẽ bỏ nước mắm vào nha. Bỏ vài muỗng thôi. Mình nêm nếm từ từ nha, chứ không có bỏ hết vô luôn lần. Đừng có bà lần vô cái rồi nó mặn là không đỡ được đó. Đó, bây giờ mình sẽ trộn đều cho nước mắm thấm vô trong cái rau với lại cái lộn. Bây giờ mình sẽ trộn đều cho nước mắm nó thấm vô thịt gà với măng cụt nè, với lại mấy cái hành tây, cà rốt này cho nó xà xuống á. Hành tây Vi sắc nó hơi dài cho nên nhìn không có được đẹp lắm. Bởi ở nhà má đâu có dám đưa cho Vi sắc thịt đâu, rau sống đồ nữa. Đâu có sắc được. Và kêu đưa cho mi đẫn khúc ra đó. Cho nên tính ra vụng viễn cũng có lợi mọi người ha. Rồi mình trộn đều lên cho nó thấm gia vị xong á, thì sẽ bỏ rau xanh vô. Rồi bây giờ Vi sẽ bỏ rau vô nha. Vi sẽ dùng kéo cắt mấy cái rau này. Đây là rau thơm nè, rau thơm với ngò. Đó, ăn cái món này là phải nhiều rau nó mới ngon. Gọi là món trộn mà. Phải nhiều rau thì nó mới ngon được. Tiếp theo là sẽ bỏ rau răm. Ăn gà là phải có rau răm. Không có rau răm là nó không có đúng vị. Cắt nhỏ ra để cho nó thấm. Trộn nó dễ thấm. Rồi, xong rồi là mình trộn đều lên thôi. Wow, nhìn hấp dẫn cho mọi người. Chảy nước miếng. Không biết ngon hay dở đây, nhưng mà nhìn thấy là đẹp rồi đó. Nhìn cái màu cà rốt với lại rau xanh trong này nó đẹp ha. Rồi thêm ít đậu phộng vô nữa nè. Đó, bỏ ít đậu phộng vô nữa cho nó ngon. Vi sẽ vắt thêm nửa trái chanh nữa cho nó chua chua ngọt ngọt. Đó, xong rồi. Bây giờ thì lên dĩa thôi. Đây, thành phẩm đã xong rồi nè mọi người. Sau mấy tiếng quần quật thì cuối cùng cũng đã xong. Bây giờ rất là háo hức để thử nè. Vì sẽ ăn kèm với bánh tráng nha. Lúc nãy là Vi chỉ nêm thịt gà với lại rau thôi, chứ còn chưa thử cái miếng măng cụt muối á. Bây giờ Vi sẽ ăn thử nó là sao. Lấy một miếng măng cụt, một miếng gà, một miếng nhỏ nhỏ thôi. Thử mà. Rồi. Một ít hành, một ít cà rốt, một miếng rau. Thử nha. Không nói lên lời luôn. Ai xử làm cái món gỏi măng cụt này? Ai xử làm nó ngon vậy? Thật sự rất là ngon nha mọi người. Tại vì á, cái lúc mà chưa làm á thì Vi nghĩ là măng cụt hắn còn xanh thì nó sẽ bị chát, đúng không? Vi nghĩ là như vậy, Vi đoán là như vậy. Nhưng mà thực sự là nó rất là ngon nha mọi người. Ăn nó giòn giòn, chua chua ngọt ngọt, mà kiểu ngọt 8 phần, chua 2 phần thôi. Rất là ngon luôn. Rồi tất cả các nguyên liệu nó hòa quyện với nhau rất là ngon á, sự kết hợp hoàn hảo luôn. Rau thơm, thơm thơm nè, rồi vị giòn của hành nè, của cà rốt nè, rồi chua chua ngọt ngọt của măng cụt. Thịt gà thì vừa dai vừa thơm nữa. Thịt gà này là Vi mua gà quê đó, của bà chị kia bán gà quê đó mọi người, rất là ngon luôn. Thịt nó dai chứ không có bị bở. Thịt gà ngon. Rồi, lâu lâu ăn trúng hạt đậu phộng nữa. Rồi, hết rồi. Rồi lâu lâu ăn trúng hạt đậu phộng nữa, rất là ngon. Đậu phộng này Vi cũng tự rang luôn. Rất là ngon nha mọi người. Nói chung lúc mà làm cái này á, thì tâm trạng cũng hoang mang. Tại vì mình cứ nghĩ là trời ơi, cái trái măng cụt nhìn nó mũ nhiều như vậy rồi, cắt ra ăn có được hay không, chắc là ăn chắc lè luôn á, ăn chắc hay là ăn chua gì đó mình cũng không biết được. Tại vì nào giờ chỉ ăn măng cụt chín thôi mà, chứ đâu có ăn măng cụt già đâu. Với lại ăn luôn cái hạt nha mọi người. Lúc mà mình ăn măng cụt chín á là mình bỏ cái hạt ra, nhưng mà cái này là ăn cả hạt luôn. Không ngờ khi trộn gỏi nó ngon đến như vậy luôn á. Có bánh tráng súp nữa, đúng rồi luôn mọi người. Nếu mà ai mà không có bánh tráng á thì có thể mua cái bánh phồng tôm về mình chiên lên rồi ăn. Súp bánh tráng hoặc là súp bánh phồng tôm rất là ngon. Không ngờ mình cũng kéo tay đến như vậy luôn. Lần đầu làm cái món món độc lạ nhưng mà ăn rất là ngon, nể mình luôn á. Gỏi gà măng cụt. Gỏi gà măng cụt nghe. Thảo nào mà trên mạng cứ hot rầm rầm món gỏi gà măng cụt. Ngon mọi người. Thì cái phần này á, là Vi làm nửa con gà nè, nửa củ hành tây, 1 kg măng cụt, là măng cụt xanh nha mọi người, 1 kg măng cụt, một củ cà rốt với lại rau hành ngò với rau răm. Phải có rau răm thì nó mới thơm, tại vì thịt gà là phải có rau răm. Lúc đầu á Vi mua 1 kg đi nè, thì Vi cũng thấy mọi người nói ô gỏi măng cụt thì dễ lắm, chỉ tốn nước với tốn thời gian thôi. Nhưng mà không ngờ là vì gỏi này vừa tốn thời gian, vừa tốn nước, mà vừa đau tay nữa. Nó phồng cả cái tay này, không phải phồng mà nó đỏ luôn, tại vì cầm cái dao này, cái vỏ nó rất là cứng nha mọi người. Khi mà cái trái măng cụt nó chín rồi á, là bạn chỉ cần bóp cái tay cái là nó bể ra thôi. Còn cái này á, trời bể đào, lá chọi là bể đào luôn á. Đó, khi mọi người mua măng cụt thì làm gỏi thì nhớ mua cái trái màu xanh như này. Định nói cái gì nữa quay rồi ta. Nói quá là ăn đã. Mở đúng không? Ai mà làm cái gỏi gà măng cụt á thì nhớ đừng có mang áo trắng nha. Ngựa như Vi mang áo trắng á, khi mà gọt cái kìa nó văng mũ lên đây dính đài luôn. Nó văng mũ lên tí chỗ này nè, không biết giặt có ra không nữa. Nhớ là đừng mặc áo trắng khi mà gọt măng cụt nha. Đó, một cái lưu ý nhỏ như vậy thôi. Còn Vi có làm thêm một chén muối tiêu nữa để bên cạnh. Thì để trường hợp mà mình trộn nó lạc thì mình sẽ chấm thêm. Nhưng mà lúc nãy Vi trộn là bây giờ ăn thấy vừa rồi đó. Vừa rồi Vi có xem một cái tin tức là có một số nhà vườn trồng măng cụt, người ta không có chịu bán cái trái xanh này đâu. Tại vì người ta nói là khi mà hái cái trái xanh á, thì nó sẽ bị hư 2 cái lá ở gần cái cuốn này nè. Thành ra là khi mà 2 cái lá nó bị hư á, thì năm sau nó sẽ không có ra măng cụt nữa. Tại vì cái trái mới nó sẽ nứt ra từ chỗ 2 cái lá gần cái cuốn á. Cho nên á là người ta nói là mặc dù á là bán trái măng cụt xanh rất là có thu nhập, giúp có thu nhập cho người ta, nhưng mà người ta vẫn không bán. Thay vào đó là thì người ta để chín. Tại vì khi mà trái măng cụt chín rồi á là người ta cứ nói là chỉ cần đụng vô cái là cái trái này nó rớt thôi, chứ không phải dùng lực để bứt như cái này. Thành ra là hái trái chín á, thì cái lá non ở phần chỗ đó nó không bị ảnh hưởng. Cho nên mấy bạn chuẩn bị tinh thần, năm sau có thể là mình sẽ không có măng cụt chín để ăn, hoặc là có nhưng mà rất là đắt nha. Đó. Rồi, chương trình của chúng tôi đến đây là xong. Vậy là video làm mà gỏi gà măng cụt của Vi đến đây là xong rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Chúc mọi người làm thành công nhé.